sao, nói sao biết được. Thì bây giờ nếu không nếu trừ vậy thì tao căng, còn nếu không có tao cứ còn bây từ đây chiều không xong là khỏi đó. Bữa nay cắt thì ta hạ xuống thì ta đầu mẹ ta tính tới. Chữ cạc trừ đủ mẹ đó, lúa này lúa tắt chứ còn trừ nữa. Bự cái lô có nhiêu tiền mày đủ mẹ 5 tấn lúa bao nhiêu, 3 tấn rưỡi ngàn chứ bao nhiêu. Rồi, bữa nay tới công chuyện thiệt thì các bạn ơi. Bữa nay xem cảnh nông dân miền Tây mình thu hoạch và câu chuyện muôn thở của cò lúa với nông dân mình nha các bạn. Câu chuyện muôn thở thuận mua vừa bán các bạn ơi. Nói chung là mùa nào cũng có mấy vụ này xảy ra hết trơn các bạn. Mùa này quá trời. Thất quá anh lép mà. Ở tính bớt hay gì? Nói chung là đánh giá rất là thấp rồi mà còn chưa bớt nữa các bạn ơi, nông dân mình không chịu, giờ là chưa có chịu giá xuống nữa, lúa khô gan luôn. Ở đây bỏ cọc nhiêu vậy anh? Hiện tại là tình hình rất là căng thẳng nha các bạn, giữa cò lúa với nông dân mình nha. Nông dân này tức đỏ mặt hết trơn các bạn ơi. Tại lúa năm nay quá trời thất rồi. Hôm qua là giao kèo là nói là bữa nay cắt xong rồi cân luôn. Bây giờ cắt xong rồi cò nó không chịu cân luôn các bạn. Nói là để sáng mai nó cân. Bây giờ nó không dám cân, nó là ướt. Lúa vào những cái ngày dịch đó nó bị giảm giá quá trời luôn, mà cái này mà bớt một cái nữa nông dân khỏi ăn luôn các bạn. Lúa bị thất chứ không phải trúng như bình thường nha các bạn ơi. Mấy mùa trước thì rất là ok, mà vụ này quá trời lép, quá trời lép. 5451 đúng rồi. Giờ đợi chờ chủ vườn không chịu nữa các bạn. Ở bên kia không chịu giác xuống rồi. Giờ là cân này không biết có trừ không nữa. Ở bên kia là một là trừ ra, mà chủ vườn không chịu. Lúa quá trời thất rồi các bạn. Cân giá cũng rất là rẻ, mà giờ trừ nữa nông dân mà không có ăn luôn các bạn ơi. Làm biết đủ tiền phân thuốc không? Mỗi 1 kg là 5.200 nha các bạn. Ở vụ này nha. Xa xa 70 blood nó bị cái gì các bạn? Anh em mình đang sửa nha. Còn con 93 nó đang chạy lên. Hiện tại là cò lúa và chủ ruộng đang thương lượng giá cả. Thấy tình hình rất là căng thẳng nha các bạn. Rồi ông mập không chạy kìa. Mà báo xanh nó nãy giờ bắt cũng được một số chuột rồi đó các bạn.
hết khu này luôn rồi đó các bạn. Xung quanh người ta xả hết rồi. Còn có khu cũng đang chuẩn bị cắt nữa kìa. Nó xa xa anh bển, mấy bạn thấy những cánh đồng còn màu xanh đó không? Những cánh đồng đó thì khoảng 5 ngày nữa ở đây tiếp tục là cắt ở bên đó nha các bạn. Còn bên đây là căn lúa, cái vàng đồng anh bển là xanh dờn, mới xạ được hơn tháng nha các bạn. Ở quê mình làm lúa quanh năm các bạn ơi. Miệt này mà nếu mà chịu quay lỡ lại suốt năm quay cũng vẫn có lúa cho mấy bạn luôn nha. Kế đây lân cận thì trục đất rồi xạ. Người có những chỗ thì nó đang chỗ bông. Thu hoạch hết cái vạt này thì đi xuống dưới cái vạt kia là vừa chín luôn. Này vừa ép giá mà ép ký luôn. Hiện tại là tình hình của chủ ruộng với cò lúa là chưa xong nha các bạn. Còn rất là căng luôn nha. Để coi họ giải quyết như thế nào nha các bạn. Bên đây mấy anh em mình đang cân lúa. Cò như là đang ép giá nó xuống rồi các bạn. Trúng được nhiều rồi. Chiều nay đi rồi vô ra đi Hà Nội đi ra thành phố gì đó. Dạ bên đây ăn công được nhiêu bao đâu? Dạ bên đây ăn công được nhiêu vậy? Mười mấy bao hả? Đồ. Giặt lúa hôm qua nhìn thấy ngon quá mà. Nó lép với lại bông nó. Dưới đó bây giờ còn có chùm mít à. Nên mình ngồi đây mình sẽ zoom ra để mình quay toàn cảnh cho mấy bạn coi nha. Máy 70 nó bị hư luôn rồi. Ở dinh đó đang dí kiếm chuột thôi các bạn. Trời ơi chạy kìa. Hiện tại là chưa cho mấy anh em vác lúa xuống ghe nữa các bạn ơi. Nói chung là chưa có thỏa thuận được nữa các bạn. Để coi tình hình nó làm sao nha các bạn. Chút nữa mình sẽ quay cảnh anh em mình vác lúa xuống luôn nha. Coi thử cái ghe này có mua được cái chủ này không nha các bạn. Cò lúa với chủ ruộng hiện tại là đang tranh chấp về giá nha các bạn. Giá cọc thì nói chung là giá lúa năm nay lấy vô bán ra thì nó không có được nhiều, bị giảm giá rất là nhiều bởi vì dịch đó, với lại chỉ thị 16 đó, nông dân mình không có ra được nên là được nhiều bán nhiều mà giờ phải giảm tiền nữa các bạn. Cò đang cưa nhằn không chịu vác xuống luôn. Nói chung là một năm nó có hai vụ, ở đây làm có hai vụ nữa các bạn. Rồi chăm sóc rất là kỹ lưỡng rồi mới được cái ngày thu hoạch như ngày hôm nay nè. Nhưng mà lúa thì nó không có đạt mấy. Giống này nói chung là được nó không sập. Hôm ngày có mưa nó cũng không có sập. Nó sập cũng tương đối ít chứ không phải như 504. Nhưng mà đổi lại cái đó nó hạt lép quá nhiều. Rồi giờ là anh em mình đã thu hoạch xong xuôi hết rồi các bạn.
về. Rồi bây giờ là mình sẽ quay qua xem cò với chủ ruộng sẽ tính toán giải quyết như thế nào nha các bạn. Nhiệm vụ còn lại của mấy cậu. Đây chưa chịu giác nữa các bạn. Nói chung là cò lúa với chủ ruộng đang còn chưa thống nhất nha. Bên này chút xíu nữa mới giác nha các bạn. Hiện tại là đang giải quyết về vấn đề giác cả. Từ đây chiều không xong là khỏi đó. Bữa nay cắt thì ta hạ xuống thì ta đầu mẹ ta tính tới. Chữ cạc trừ đủ mẹ đó, lúa này lúa tắt chứ còn trừ nữa. Ừ, cái lô có nhiêu tiền mày đủ mẹ 5 cái lúa bao nhiêu, 3 cái rưỡi ngàn chứ bao nhiêu. Nó trừ 10 kg vậy các bạn. Cứ 1 tấn trừ 5 kg nha. Chia 2 bên. Đúng ra trừ nãy nói là trừ 10 kg, 1 tấn là trừ 10 kg. Chủ ruộng không chịu. Tại lúa năm nay thấp quá. Xem mấy anh em mình giác nha các bạn. Đây chắc lúa xuống bãi các bạn. Rồi được là cân luôn. Nếu mà không được bữa nay là cân cho chủ khác. Còn không nữa để nhà làm giống luôn, để ăn luôn. Ở xa xa này mấy anh em mình đi đào chuột nữa các bạn. Rồi bây giờ là cuối cùng anh em ở bên kia cũng bàn tính làm sao đó, chắc được cái gì đó các bạn ơi. Bây giờ giác lúa xuống ghe nè. Chung là cò chịu giá đó rồi các bạn ơi. Giờ nếu không lấy ở đây thì chủ ruộng nói là không giác bữa nay là không cho vô cân luôn. Chủ ruộng nói chung là cũng cứng. Còn nãy giờ nó cứ nhằn là nó không chịu khiêng. Chắc mấy chỗ khác cũng không có lúa nên gán ở lại để khiêng cái cây lúa này nha các bạn. Phải có lúa là nó bỏ rồi. Nãy tính rút đòn đi đó. Chung đây là những cái công việc thường khi của mấy anh em mình nha. Xong xuôi chân rồi các bạn. Đây máy vô nghỉ hết luôn rồi nè.
Ở đây máy cắt 70 mới vừa sửa xong, rồi chạy vô sau. Chút nữa chắc rút xuống phà luôn. Máy 93 mấy anh em mình đang vệ sinh nha các bạn. Bên đây cũng tiến hành vệ sinh máy luôn. Máy 70 cũng tiếp tục chạy vô để sau đó vệ sinh rồi đi xuống phà. Rồi mấy anh em bữa nay nha, chuyển về chào cháu. Chào cháu xong xuôi thì mấy anh em mình lại tiếp tục chuyển về thành phố. Rồi ở đây được 3 bước bao đó các bạn. Rồi máy xả bồn. Ở bên đây thì mấy anh em cũng tiến hành dắt lúa xuống ghe nha. Đẹp. Đẹp đẹp đẹp. Đó, hai cây móc đó để dành móc mấy cái sình với cái gơm ở trong cái chân máy ra nha các bạn. Ở xa xa đầu chuột rất là nhiều nha các bạn. Rồi bây giờ là anh em mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ các bạn ơi. Bây giờ là chuẩn bị cho máy xuống phà, rồi sau đó di chuyển sang đồng khác nha các bạn. Rồi chuyện của nông dân với cò lúa đã tính toán và sắp xếp ok các bạn ơi. Rồi tạm thời mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình nha.